Kênh Đăng Phú xin chào các bạn. Thì hôm nay mình chọn kháng sinh cho lươn mình ăn. Thì mấy nay lươn nó yếu bạn, do thời tiết thay đổi bạn. Thì hôm nay mình sẽ chọn cái gói Amoxy. Amoxy đặc trị Squid Rolex bạn. Thì 1 kg thức ăn mình chọn 2 muỗng cà phê đầy này các bạn. Thì mình thấy có nhiều bạn chọn thức ăn cho lươn ăn á, mà đổ bột vô thức ăn rồi trộn lại mới đưa nước á. Mình thấy đó không hợp lý lắm nha các bạn. Theo bên mình thì mình thức ăn bột này nè các bạn đưa vô nước, do nãy mình thấy đó mà mình quên, giờ mình mới quay lại. Thì các bạn đưa vô nước, các bạn quậy ra, các bạn thấy không đó, các bạn quậy quậy nước ra rồi các bạn đổ vô, đổ thức ăn trộn vô các bạn, thì vậy thức ăn nó sẽ ngấm đều hơn các bạn. Trăm gram thức ăn nha các bạn, rồi các bạn trộn lại. Thì 700 g thức ăn này mình để tầm khoảng cỡ 30 cl nước nha các bạn, 30 cl nước các bạn để trộn nó khoảng 10 phút, 5 phút tới 10 phút cho thức ăn nó ngấm vô. Theo mình thì mình thấy 5 phút là thức ăn nó đã ngấm khô ráo hạt rồi. Bạn thấy ráo nè, các bạn bắt đầu cho ăn được rồi, bạn thấy không, 700 g ăn nè. Thì lươn này hôm nay mình vẫn đang cho ăn 2 ly nha các bạn, UB 2 ly. Thì như vậy thức ăn nó mới đều thuốc nha các bạn. Thì đảm bảo hạt nào nó cũng có thuốc hết. Còn các bạn mà đưa thuốc bột vô á, thì nhiều có nhiều là bột nó mịn quá các bạn, nó mịn quá nó sẽ lắng xuống dưới. Khi các bạn mà đưa đưa nước vô á, thì nó sẽ bị dính cục bột các bạn. Nó dính, chỉ dính những cái hạt nào ở dưới á, nó dính nhiều thôi. Bản thân mình trộn kiểu này thôi, nhưng mà có những hạt nó nằm dưới đáy nó cũng bị trắng hạt đó, là mình thấy hạt đó là nhiều thuốc hơn những hạt trên này, nên trộn cái này là có ưu nhất nha các bạn. Rồi các bạn đợi 5 phút khi mình gửi cho ăn các bạn xem ha. Thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ quay cái hồ lươn thịt cho các bạn xem ha. Rồi đây là hồ lươn thịt nha các bạn. Thì mình thấy là có những có ông anh quay clip mà tên gì mình quên này, thì mình thấy là áp dụng đưa cá rô vô nuôi trong hồ này mình thấy cũng hiệu quả các bạn. Nó sẽ ăn lượng thức ăn giống như các bạn gãi xuống, không khi nào lươn ăn hết chầm chầm bạn, nó phải còn lại 1-2%. Thì đưa cá rô này vô xử lý, thì như ông anh đó nói thì 20 con lươn sẽ cần một con cá rô. Thì bên mình cũng đưa vô, nhưng mà mình đưa ít hơn, mình đưa hồ này 1.600 con lươn nhưng mình đưa có 30 con cá rô vô thôi. Thì cá rô này mình bắt về mình đưa vô một cái hồ mình nuôi mình thuần các bạn, thuần cho hết cá rô chết thì mình mới đưa vô đây các bạn, để nó đảm bảo sạch bệnh các bạn. Thường các bạn mua ở ngoài cái hồ, ngoài cái trại giống á, thì mình không đảm bảo được, nó rủi ro nó có nha các bạn. Thì khi mình đưa vô hồ mình nuôi á, thì mấy ngày đầu có cá rô chết, nhưng mà vô nó tầm khoảng cỡ 1 tuần là bắt đầu là cá nó hết chết các bạn, rồi mình nuôi tiếp thêm 1 tuần nữa, nên cá rô các bạn thấy không, có con đã to rồi. Rồi hiện tại là trộn thức ăn được 4 phút mấy các bạn, rồi mình tiến hành cho ăn các bạn xem ha.
Do mình thấy lươn ăn hơi yếu nên mình mới cho thêm thuốc phòng mà kháng sinh để vừa ngừa nha các bạn. Thì kháng sinh bên mình nó chỉ sử dụng khi nào thời tiết thay đổi, lươn nó ăn yếu hơn bình thường mình mới để thôi, chứ bình thường mình không có để nha các bạn. Khi nào mà lươn bạn gần xuất bán còn khoảng 1 tháng 2 tháng nữa các bạn tuyệt đối đừng dùng ha, để người dùng người ta ăn lơ mơ bị kháng sinh, kháng sinh không tốt ha. Thì trong quá trình nuôi mà chắc chắn phải dùng kháng sinh này, không thay đổi được các bạn, không có mà dùng thuốc nào mà để mà nó chịu tốt hơn nữa, chỉ có kháng sinh thôi. Nhưng mà mình dùng nó đừng có lạm dụng nó quá, mình đừng có dùng nó định kỳ, khi nào lươn có vấn đề hả xài, còn nếu bình thường thì các bạn cứ xài diệt khuẩn định kỳ cho mình. Thì bên mình như những lúc trước mình nói thì bên mình cứ định kỳ mình xài thằng Iodine với thằng Sabon gốc rộ non mà. Thì các bạn ngừa các bạn cứ để 10C trên khói thôi thì ngừa nó hiệu quả rồi. Còn các bạn trị bệnh thì có thể sử dụng liều cao hơn. Rồi xin cảm ơn các bạn nha, chúc các bạn vụ nuôi thành công ha. Thì những cái chia sẻ của mình về cách trộn thuốc đây để giúp các bạn có thêm một cái cách trộn thuốc mà nó hiệu quả hơn cho những ai mà chưa biết cách đó. Còn những ai mà đang sử dụng mà thấy nó ổn định thì thôi, bên mình sẽ ra một cái clip, là sắp tới ra lấy clip nữa, là cái chỗ mà ngừa cái lươn nó bị đỏ mình, bị đường ruột bạn. Là có nhiều lý do nhưng bên mình phát hiện là một lý do nó rất là đơn giản mà các bạn ít để ý. Thì clip sau mình sẽ nói cái vụ đó ha. Thì các bạn nhớ đón xem, nhớ bấm like và đăng ký kênh mình các bạn, để các bạn theo dõi những cái clip tiếp theo ha. Rồi xin cảm ơn các bạn ha.